Thưa quý vị, 4 trận động đất liên tiếp đã xảy ra ở tỉnh Kon Tum của khu vực Tây Nguyên vừa qua, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 4,2, có thể gây rung chấn nhẹ trên mặt đất. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, 4 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plong. Trận đầu tiên có độ lớn 3,9, xảy ra lúc 9 giờ 31 phút 31 giây sáng nay, giờ Hà Nội, ở tọa độ 14,783 độ Vĩ Bắc, 108,331 độ Kinh Đông, độ sâu 8,1 km. Trận thứ hai xảy ra ngay sau đó, lúc 9 giờ 32 phút 10 giây với độ lớn 4,0. Trận thứ ba xảy ra lúc 9 giờ 37 phút 18 giây ở độ sâu 8,1 km, độ lớn 3,5. Trận động đất mới nhất xảy ra lúc 9 giờ 48 phút 2 giây sáng nay ở độ sâu 8,1 km với độ lớn 4,2. Theo các chuyên gia động đất, trận động đất có độ lớn 4,2 có thể cảm nhận rõ rung chấn trên mặt đất tại khu vực xung quanh nơi xảy ra động đất. Sau một thời gian tương đối yên tĩnh, những ngày qua động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plong, Kon Tum. Trước khi xảy ra 4 trận động đất sáng nay, trong tuần qua khu vực này ghi nhận 8 trận động đất, riêng ngày 27 tháng 6 ghi nhận 4 trận nhưng cường độ nhỏ. Kon Tum là điểm nóng động đất suốt 2 năm qua ở Việt Nam, với hàng trăm trận động đất đã ghi nhận. Trong đó, trận mạnh nhất có độ lớn 4,7, gây rung chấn cho một khu vực rộng lớn, gồm Đà Nẵng và một số tỉnh Nam Trung Bộ. Động đất ở huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, được các chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu nhận định là động đất kích thích xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước, tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. Động đất tại Kon Plong được nhận định có thể kéo dài trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, động đất cực đại ở khu vực này ít khả năng vượt quá 5 độ. Động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ. Có những thời điểm, động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện.